Chúng ta biết rằng đái tháo đường được chẩn đoán hay không chẩn đoán thì rất phổ biến và có thể gặp tất cả các bệnh nhân điều trị nội trú mắc các bệnh khác. Ở đây bệnh nhân nội trú được hiểu là bệnh nhân mà có mắc các bệnh nặng kèm theo. Vì sao như vậy? Bởi vì những cái tài liệu ở đây chúng tôi nói về bệnh nhân nội trú, tức là theo các tài liệu nước ngoài ở các nước đang phát triển ấy, thì ở các nước này thì cái chi phí nội trú điều trị nội trú rất là cao, có thể 1.000 2.000 đô la một ngày, do đó bệnh nhân không vào viện để điều trị đường huyết như trong Việt Nam chúng ta, đúng không? Bệnh nhân không vào viện để điều trị đường huyết, và điều trị đường huyết ta sẽ làm do bác sĩ GP, bác sĩ đa khoa hay là bác sĩ gia đình, người ta thực hiện ở ngoại trú để mà đỡ chi phí tốn kém, và bệnh nhân người ta có điều kiện để thử đường máu. Thế còn Việt Nam chúng ta thì hầu như là đã rất nhiều bệnh nhân là vào viện chỉ với một cái nhu cầu là điều trị đường huyết thôi. Thế thì ra ở đây bệnh nhân nội trú với hiểu cái nghĩa là bệnh nhân mắc những bệnh nội trú khác, mắc những bệnh nội trú nặng không nguy kịch hoặc nguy kịch mà điều trị nội trú vì cái nguyên nhân bệnh khác chứ không phải vì nguyên nhân tăng đường máu đơn thuần là như vậy. Bởi vì thứ nhất, thứ hai là những cái bệnh nặng, bệnh nhân nặng mà có tăng đường máu ấy, nếu được kiểm soát đường huyết không tốt ấy, thì nó ra cái diễn biến nó tăng cái nguy cơ tai biến thậm chí tử vong ở bệnh nhân mắc những bệnh nặng khác nguy kịch, ví dụ như là sốc nhiễm khuẩn, ví dụ như nhồi máu cơ tim, vân vân. Và mặt khác ấy, thì kiểm soát tốt đường huyết thì nó sẽ tạo thuận lợi cho những cái bệnh chính kia nó diễn biến thuận lợi hơn. Mặt khác thì các bệnh mắc kia, bệnh nhân mà đái tháo đường mà mắc các bệnh cấp tính khác thì cũng như một stress, nó làm tình trạng mất kiểm soát đường huyết, và nó hai cái tình trạng đường huyết cũng như các bệnh nặng khác nó sẽ tương tác lẫn nhau. Thế thì nội dung của bài trình bày hôm nay gồm có phần sau. Thứ nhất thì chúng ta nói về cái khái niệm hậu quả và cơ chế của tăng đường huyết trên bệnh nhân nội trú. Nhắc lại, hiểu nội trú tức là bệnh nhân nằm viện vì các bệnh nặng khác nha, Học chứ xong không phải á. tăng đường máu. Phần thứ hai, cái quy trình kiểm soát tăng đường huyết bệnh nhân nội trú. Và thứ ba là các thuốc và các phác đồ điều trị. Yeah, mắc Được. chữ Tuy đau. nhiên thấy rằng là cái khái niệm còn thế nào là tăng đường huyết, thì tăng đường huyết thì định nghĩa là đường máu tăng trên 7,8 mmol trên lít. Bất kể bệnh nhân có đái đường hay không, không phải đây tất nhiên cái tăng 7,8 được là bệnh nhân có tiền đường đó, thì bệnh nhân thoát B1C trên 6,5% thì gợi ý đây là đái đường đã có từ trước của giai đoạn. Đây là cái tóm tắt về cái khái niệm về tăng đường máu trên bệnh nhân nội trú, có nghĩa là bao gồm cả bệnh nhân đái đường đã được chuyển đó trước đó rồi, hoặc là bệnh nhân chưa chuyển đó đái đường mà có mức độ máu trên 7,8 mmol lặp lại theo dõi trong điều trị nội trú thì coi là tăng đường máu. Thì tình trạng tăng đường máu ở bệnh nhân nội trú hiện nay ở Việt Nam thì nó có khác biệt so với các nước đang phát triển như tôi nói chuyện. Ở các nước phát triển thì bệnh nhân chỉ vào viện với tình trạng bắt buộc phải vào, thường thường là mắc các bệnh nặng khác kèm theo. Bệnh nhân có thể đái đường trước đó đã biết rồi, đấy đái đường đấy là đấy, đái đường đã biết, thế thì có thể có đái đường mới chẩn đoán đấy, tức là chưa được phát hiện trước đó nhưng lần này khi vào viện mắc các bệnh khác và đồng thời phát hiện ra tăng đường máu đấy, có thể là đường máu bất kỳ tăng 11,1 mmol trở lên hoặc là HbA1c từ 6,5% trở lên đấy. Cái thứ ba là có thể một cái dạng gọi là tăng đường huyết do stress. Cái tình trạng thứ hai thì nhắc lại là đây là bệnh nhân đái đường đã có từ trước rồi nhưng không được chẩn đoán, và khi mắc các bệnh nặng kèm theo vào viện lần này thì được chẩn đoán. Thế còn tình trạng thứ ba là bệnh nhân trước đó không có đái đường nhưng mà tăng đường máu do stress. Chúng ta biết rằng tất cả các bệnh thì đều là stress và tăng các hormone đối kháng insulin và có thể dẫn đến là tình trạng là tăng đường máu. Đấy. Ngoài ra thì nó có thể các nguyên nhân khác như là thuốc vân vân. Chúng thuốc ví dụ như thuốc có chi phí ít này, chúng tôi dùng hoặc là các thuốc về co mạch thì đều có thể làm tăng đường máu, và trong trường hợp này thì đường HbA1c dưới 6,5% chứng tỏ là cái đường máu trước đây bệnh nhân không tăng, bệnh nhân không có đái đường trước đây Alo. mà được đây gọi là tăng đường máu phản ứng với các bệnh. Internet.
cấp tính cũng như là có thể cho các thuốc sử dụng trong quá trình điều trị. Thuốc của tôi nó vẫn hiện đấy. Thì các nhóm bệnh như tôi chú như ở Việt Nam thì nó sẽ có ngoài các bệnh nhân mà mắc bệnh nặng khác mà về vào viện điều trị vì cái bệnh đó thì còn có rất nhiều bệnh nhân mà vào viện đơn thuần chỉ vì là lượng máu không kiểm soát được hay là bệnh nhân mới đái đường chẩn đoán vào viện để điều trị đường huyết thôi. Ngoài ra cũng có một cái tình trạng khác nữa là bệnh nhân bị mắc các biến chứng cấp tính của tăng đường máu thì cái này sẽ trong không nằm trong cái chủ đề chúng tôi đề cập ngày hôm nay. Đấy. Thế đây là kiểm soát đường máu kém bệnh nhân vào viện mà để đây là chỉ để điều chỉnh đường máu đơn thuần thôi. Còn đây bệnh nhân có thể tăng đường máu cấp tính ví dụ như là nhiễm toàn xê tôn hoặc các đường thấu thì đây là chủ yếu để kiểm soát đường huyết. Đấy. Còn thứ hai nữa là bệnh nhân có thể vào viện vì một cái lý do mà những cái bệnh mà chẳng hạn nó chẳng không không hiểu đến hay không có tương tác gì với tăng đường máu cả, ví dụ bệnh nhân bị một cái bệnh da liễu chẳng hạn đấy thì bệnh nhân có thể vào viện thì những cái bệnh này nó tác động không có gì tác động với lại bệnh tăng đường huyết cả thì cũng không nằm trong cái nội dung đề cập hôm nay chúng ta. Rồi cuối cùng chúng ta đến đây là đề cập đến cái bệnh mà mắc những bệnh nhân mắc các bệnh chính khác mà nếu mà không được kiểm soát tốt đường huyết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái diễn tiến của bệnh đó, các bệnh nặng, đúng không? Ví dụ như nhờ sốc nhiễm khuẩn, ví dụ nhỏ, rồi máu cơ tim cấp vân vân này. Và chính bản thân những cái bệnh nặng này nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề kiểm soát đường huyết, nó có thể làm tăng kháng oxy, làm mất tình trạng kiểm soát đường huyết. Thì nội dung chúng ta hôm nay chỉ bàn hai cái bệnh, hai cái trường hợp bệnh này thôi. Thì trong đó bệnh nhân có thể mắc bệnh nặng nguy kịch và điều trị trong khoa tích cực và bệnh nhân có thể nằm bệnh nặng nhưng mà không có thể điều trong các trị các khoa nội khoa ngoại khoa khác khoa khác đấy nội dung này chúng ta chỉ bàn những trường hợp này thôi. Cái tỷ lệ bệnh nhân mà có tăng đường máu trong bệnh nhân nội trú thì có nhiều hay không thì đây tất nhiên là đây là những thống kê ở nước ngoài chẳng hạn một cái điều tra trên 2.300 bệnh nhân mà được theo dõi tức là người ta lấy liên tiếp những bệnh nhân hơn 2.000 bệnh nhân mà nằm vào điều trị nội trú ấy thì cái tỷ lệ khoảng 38% bệnh nhân là sẽ có tăng đường máu trong đó khoảng 1/4 1/4 sẽ là đã có tiền sử đái đường trước đó rồi đấy còn khoảng 1/8 ở đây tức là đái đường mới được phát hiện đấy mới phát hiện đấy. Thì khoảng 38% là có tăng đường máu trong đó 2/3 trong cái số tăng đường máu đấy là đái đường trước đó khoảng 1/3 là không biết đái đường trước đó được phát hiện khi mà lần này vào nhập viện thì các bệnh khác thôi thì các hậu quả của tăng đường máu trên bệnh nhân điều trị nội trú vì mắc các bệnh nặng khác thì rõ ràng đương nhiên nếu đường máu kiểm soát không tốt thì nó sẽ kéo nó làm tăng cái diễn biến xấu và tử vong do các bệnh nặng kia. Thứ hai là nó có thể kéo dài thời gian nằm viện và đương nhiên sẽ kéo theo tăng chi phí điều trị rất là nhiều. Thì đây là một ví dụ về cái số liệu nghiên cứu rằng là cái số ngày mà bệnh nhân nằm viện đây nó sẽ tỷ lệ với lại cái mức đường máu của bệnh nhân. Đấy. Ví dụ chỉ có 4 ngày khi mà dưới 140 mg/dL dưới 7,8 nó có thể tăng lên 7,5 ngày nếu đường máu từ 1,1 mmol trở lên. Đồng thời cái chi phí cũng tương ứng như vậy. Nếu mà dưới 7,8 mmol/L thì chi phí chỉ khoảng gần 7.000 thôi nhưng nếu mà ở đường máu trên 11 mmol/L thì lúc ấy chi phí khoảng gần 10 gần 10.000 đô la. Như vậy rõ ràng là cái tăng đường máu liên quan đến tăng cái thời gian nằm viện cũng như tăng chi phí ở bệnh nhân điều trị nội trú. Thế thì cái cơ chế nào mà cái tương tác giữa tăng đường máu với các bệnh nặng trên bệnh nặng thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là các bệnh nặng đó đều là cái stress và nó làm tăng đông stress dẫn đến làm tăng đường máu và giảm bản chất insulin đồng thời như vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là tăng axit béo tự do trong tình trạng kháng insulin như vậy và tăng thể ketone cũng như là tăng lactate thì cũng là trực tiếp có thể dẫn đến những cái viêm tăng viêm làm tổn thương chết cơ bản
tăng cường chuyên môn rồi làm những cái chuyên môn đó là một quan trình hòa và cái thời gian thì tăng cường máu trên cả cái việc là chuyên môn. Mặt khác thì chính nguồn máu và giảm oxy có thể làm giảm dối loạn miễn dịch và làm tạo thuận lợi cho cái vi khuẩn nó lan rộng. Như vậy thì là tăng truyền máu giảm suy làm tăng các chất tự do phản ứng đấy và tăng cái yếu tố cho mã và tăng chung mã hay dẫn đến sản xuất các yếu tố tăng trưởng và các chất trung gian thứ phát khác, đó lại tiếp tục gây lên các tổn thương của các tế bào của mô cũng như là tăng chuyển hóa ở bệnh nhân mà đã mắc bệnh nặng rồi. Và đương nhiên thì cái này là diễn biến xấu đi của các bệnh chính cũng như có thể dẫn đến suy chức năng cơ quan và đương nhiên là làm tăng nguy cơ tử vong. Thế thì những yếu tố mà có thể gây ra tình trạng tăng đường huyết trên bệnh nhân nội trú là như nào? Tức là bệnh nhân có thể tăng đường máu phản ứng, cũng có thể bệnh nhân có đai đường trước đó hoặc chưa có đai đường trước đó nhưng mắc tình trạng bệnh nặng, nó sẽ làm cho tình trạng tăng đường máu, nó làm tăng đường máu lên so với trước đây, có thể làm tình trạng đái đường mất kiểm soát. Ở đây đối với tình trạng của bệnh nhân tôi thấy là vấn đề dự trữ của tụy có thể bị giảm đi theo khả năng bản chất insulin đấy. Rồi tăng đề kháng insulin có thể liên quan đến các cytokine do bạch cầu tiết ra, ví dụ như yếu tố hoại tử của alpha hoặc interleukin, các interleukin. Rồi mặt khác thì các yếu tố liên quan đến điều trị có thể làm tăng đường máu bao gồm tức là chúng ta dùng corticoid trong nhiều trường hợp. Thế rồi là dùng các thuốc vận mạch là một cái thuốc co mạch. Thứ như thưa chúng ta nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn đấy, trực tiếp các chất dinh dưỡng và tuần hoàn có thể làm có thể làm tăng đường máu rất nhiều. Thế rồi và các yếu tố liên quan đến bệnh nữa thì rõ ràng trong stress có thể tăng bài tiết catecholamine rồi là hoạt hóa các trục là dưới đồi tuyến yên và thượng thận cũng làm tăng bài tiết các catecholamine cortisol rồi các cytokine với viêm đấy như là yếu tố hoại tử alpha hoặc interleukin. Thế rồi tình trạng ly giải chất béo dẫn đến ngộ độc thì tất cả những yếu tố này là yếu tố của bệnh nhân, cả các yếu tố liên quan điều trị cũng như bệnh dẫn đến góp phần làm tăng đường máu trên bệnh nhân. Nói tóm lại trên bệnh nhân nội trú mắc các bệnh nặng kèm theo thì có rất nhiều yếu tố làm tình trạng đường máu tăng cao và mất kiểm soát. Có thể trước đây bệnh nhân có thể kiểm soát rất nhiều rất tốt nhưng khi mắc ngoại tạng thì mất kiểm soát bệnh nhân. Thứ hai đó là quy trình kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân nội trú. Chúng ta có những bước đầu tiên là chúng ta đối với nhân vào viện thì thực ra tất cả các bệnh nhân đúng không vào viện có đái tháo đường hay không đái đường thì chúng ta phải đánh giá tình trạng đường huyết. Đấy. Đó là một cái xét nghiệm thường quy rồi. Thì ngoài ra thì nếu bệnh nhân đã có đái đường rồi thì chúng ta phải khai thác tiền sử đái đường, đái đường là gì, thuốc đã sử dụng là gì. Thế rồi tình trạng đường huyết gần đây thông qua cái xét nghiệm HbA1c như nào. Đấy, còn nếu và cũng thể nếu bệnh nhân không có tiền sử đái đường thì chúng ta có thể xác định cái tình trạng tăng đường máu mới. Đấy, nên xét nghiệm đường máu cho tất cả bệnh nhân. Thế rồi chúng ta xét nghiệm HbA1c để xác định ra xem là cái đường máu này là đường máu tăng phản ứng hay là bệnh nhân đã có đái đường trước đây nhưng không được phát hiện. Thì đấy vấn đề đánh giá đường huyết và đái tháo đường. Vấn đề thứ hai là chúng ta là kiểm soát đường huyết trong quá trình bệnh nhân nằm viện. Thì đầu tiên thì chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu đường huyết như thế nào là phù hợp cho bệnh nhân. Đấy. Cho bệnh nhân. Thứ hai là chúng ta phải lựa chọn cái phác đồ nào phù hợp cho cái tình trạng của bệnh nhân. Thuốc hạ đường huyết đấy. Đương nhiên là sẽ dùng insulin rồi nhưng mà chế độ là insulin tĩnh mạch hay là tiêm insulin nhiều mũi thì chúng ta sẽ xem sau. Và không thể đến được là chế độ dinh dưỡng đúng không? Phải đảm bảo dinh dưỡng thì bệnh nhân có tăng sức đề kháng. Nhưng đồng thời dinh dưỡng hợp lý để tránh cái tình trạng tăng đường máu, ngược lại là hạ đường máu. Vấn đề tiếp theo để kiểm soát tốt đường huyết thì không thể thiếu được là chúng ta theo dõi đường máu. Thì đương nhiên trong trường hợp theo dõi nhiều lần thì đường máu mạch sẽ là đường máu chủ đạo. Tất nhiên có thể nghi ngờ chúng ta phải đối chiếu với đường huyết tương tĩnh mạch. Và vấn đề hạ đường huyết cũng rất xảy ra trên bệnh nhân bệnh nhân tăng đường máu khi chúng ta điều trị, và cái hạ đường huyết này có thể gây rất nhiều hậu quả. Do đó cái vấn đề phòng xử lý hạ huyết cũng rất là quan trọng. Và sau khi bệnh nhân điều trị các bệnh chính ổn định rồi thì
chúng ta sẽ phải có kế hoạch xuất viện cho bệnh nhân. Tại đây chủ yếu là vấn đề nếu bệnh nhân đang nằm ở các khoa điều trị tích cực, chúng ta sẽ chuyển về các khoa chuyên khoa nội tiết hay đái đường, và chúng ta sẽ lựa chọn cái phác đồ mà bệnh nhân chuyển đến phác đồ phù hợp để bệnh nhân tiếp tục ra điều trị ngoại trú. Đấy là các bước quy trình kiểm soát đường huyết. Bệnh nhân mà có tăng đường máu nằm viện đi các bệnh nặng khác. Thì đây là cái sơ đồ, là cái biểu đồ này mô tả cái mối liên quan giữa đường máu và các nguy cơ mà tử vong bệnh nhân nằm viện nội trú. Trên khoảng hơn 16.000 bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp, thì trên đây có ba cái đường ở đây, là cái đường màu xanh là đường người không có đái đường. Đấy. Đường màu tím là gồm tất cả bệnh nhân, có đường màu vàng là cái đường về bệnh nhân đái đường. Như thế này có hiện tượng là đường máu tím không? Đấy, đường máu thấp quá thì cũng là tăng nguy cơ tử vong, mà cao quá cũng nguy cơ tử vong. Thì tôi thấy rằng là cái người không đái tháo đường ấy, người không đái đường thì cái nguy cơ tử vong thấp nhất nó sẽ nằm ở khoảng cái đường máu từ khoảng 80 mg đến khoảng 110, tức là tương đương khoảng 4,2 đến khoảng 5,6 mmol/L. Thế còn là đái đường ấy thì cái nguy cơ tử vong thấp nhất khi đường máu nó sẽ nằm khoảng từ đây từ 110 đến 5,6 đến khoảng là 7,8 mmol/L. Thì đấy là đây là một cái căn cứ mà người ta cái nghiên cứu để đưa ra, một trong các căn cứ để người ta đưa ra xem là cái mục tiêu đường máu trên bệnh nhân mà đái tháo đường hoặc tăng đường máu mà có mắc các bệnh nặng mục tiêu bao nhiêu là gì, bao nhiêu là gì quá cũng không được nữa, và tăng nguy cơ hạ huyết và có thể dẫn đến tử vong. Đấy, và cao quá đương nhiên là cũng làm cho cái diễn biến bệnh chính nó kéo dài hoặc là biến chứng hoặc là tử vong. Do đó cái mục tiêu phải hợp lý trên bệnh nhân đái đường. Và người ta thấy rằng là các khuyến cáo về vấn đề kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân nội trú cũng người ta cũng căn cứ vào các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng trên những bệnh nhân mà mắc bệnh nặng điều trị nội trú. Thì người ta chia các nhóm, người ta điều trị với người ta có thể là điều trị với các mục tiêu tích cực hơn hoặc ít tích cực hơn, hoặc là có thể những nghiên cứu quan sát vân vân. Thì nhưng mà chủ yếu những giá trị nhất sẽ là những nghiên cứu lâm sàng, người ta chia nhóm ngẫu nhiên đối chứng và ta xem là cái mục tiêu đường huyết bao nhiêu thì có cái kết quả tốt hơn. Đấy, thì rút ra kết luận từ các thử nghiệm lâm sàng thì thấy cho rằng là trong một nghiên cứu thấy rằng là nếu kiểm soát đường huyết chặt đấy với cái mức đường huyết là từ 4,4 đến 6,6 mmol/L thì giảm 40% tử vong so với kiểm soát đường huyết lỏng ở mức là đường huyết từ 10 đến 12 mmol/L. Trừ những cái bệnh nhân mà bị mắc bệnh mà có tình trạng bệnh nguy kịch trong phẫu thuật. Một trong nghiên cứu khác ấy thì kiểm soát đường huyết chặt từ 4,5 đến 6 mmol/L thì lại tăng đến 10 mg nguy cơ hạ huyết, lại làm tăng hạ huyết dưới huyết sống quá và làm tăng 14% tử vong ở bệnh nhân tại điều trị ICU tích cực so với kiểm soát đường huyết vừa phải là dưới 1 mmol/L. Đấy, nếu thấp quá thì cũng lại làm tăng tử vong. Và một cái phân tích gộp nhiều cái thử nghiệm lâm sàng nguyên đối chứng thì cho thấy rằng là kiểm soát đường huyết ở mức vừa phải thì làm giảm 6-7% tử vong hậu phẫu so với kiểm soát đường huyết lỏng. Và nhưng mà nếu kiểm soát đường huyết thì không khác biệt về tử vong hậu phẫu so với kiểm soát đường huyết vừa, thì nói tóm lại là kiểm soát mức độ vừa phải sẽ là đem lại kết quả tối ưu nhất, khả quan nhất. Thì cái mục tiêu đường máu rút ra theo các khuyến cáo hiện nay như của hội đại dịch cũng như sau đó là còn hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2020 thì chủ yếu cũng dựa trên các cái chuẩn điều trị về chăm sóc bệnh nhân đái đường của hội đại đường Mỹ hiện nay. Thì ở đây ta thấy là những bệnh nhân mà ở đây bệnh nhân có bệnh nhân là nằm viện vì bệnh nguy kịch đúng không? Hoặc là có thể bệnh nhân nhập viện vì cái gì khác nó không nguy kịch, chỉ đến nguy kịch. Thì cái mục đích quản lý đường máu ở đây thì những ban đầu nó tạo thì rõ ràng là khi có kiểm soát đường máu tốt ấy, thì nó tạo điều kiện cho cái diễn biến của cái bệnh chính nó thuận lợi hơn, ít biến chứng rồi thời gian là nhanh khỏi bệnh hơn nữa, thời gian là bệnh ngắn hơn, để ít tử vong hơn v.v. Và đồng thời khi bệnh chính ổn định thì người ta chuyển và áp dụng cái phác đồ thích hợp để tiếp tục sử dụng cho bệnh nhân ngoại trú khi hai cái viện. Thì đây là cái nội dung chính của ngày hôm nay. Thế còn đương nhiên ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều bệnh nhân là nằm viện đơn thuần chỉ vì đường máu thôi, tăng đường máu thôi. Đấy.
Thì trường hợp này chỉ vào viện để mà lựa chọn cái phác đồ điều trị phù hợp thôi, thì chúng ta không đề cập ý, trong ngày hôm nay. Đấy. Thế thì ở bệnh cả ở bệnh nhân cái mục tiêu đường máu thì thường đã đặt ra hiện nay thống nhất ấy. Trước kia thì người ta đề cái mục tiêu là từ 5,6 đến 7,8 đấy. Đấy. Nhưng mà hiện nay thì thấy rằng là cái mục tiêu cho hầu hết bệnh nhân thì người ta đặt cái mục tiêu là từ 7,8 đến 10 mmol/L đấy. 10 mmol/L trong trong các cả bệnh nhân, còn trước kia nó có thể là cái mục tiêu thấp hơn, nhưng nói chung bây giờ thì phải đặt ra cái mục tiêu là 7,8 đến 10 mmol/L và đường máu bất kỳ là đương nhiên là phải dưới 10 mmol/L rồi. Tất nhiên sẽ còn trong như là khi mà ổn định bệnh cũ rồi, các bệnh chính đã ổn định rồi thì cái mục tiêu sẽ trở về mục tiêu cá thể hóa cho từng người bệnh một như thường quy vậy. Thế thì chẩn đoán tăng đường huyết và đái tháo đường bệnh nhân nội trú như nào? Thì khi mà bệnh nhân vào viện thì bất kỳ nguyên nhân gì chúng ta đều đánh giá tình trạng đường huyết làm trong xét nghiệm thường quy rồi. Nếu bệnh nhân có tiền sử đái đường thì chúng ta phải đánh giá cái tiền sử bệnh nhân. Đấy. Về típ đái đường là gì, thuốc đang dùng là gì và cái tình trạng kiểm soát đường huyết. Gần đây nếu có được HbA1c 128 gần đây chẳng hạn. Và sau đó thì làm các xét nghiệm về đường máu mà trong và có HbA1c nữa. Đấy, nếu bệnh nhân không có tiền sử đường máu, không có tiền sử đái đường và đường máu trên 7,8 thì chúng thì có thể coi như là không có đái đường mà không có đường máu, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi tùy theo tình trạng của bệnh, có thể làm theo đường máu một vài lần nữa. Còn nếu bệnh nhân không có tiền đái đường nhưng đường máu mà trên 7,8 mmol/L thì được coi là nghi ngờ có tăng đường máu và sau đó chúng ta phải theo dõi tiếp. Nếu đường máu tiếp tăng nhiều lần trong vòng 2, 4 đến 48 giờ chúng ta sẽ kiểm tra HbA1c. Nếu HbA1c dưới 6,5 thì coi đây là tăng đường máu phản ứng, còn nếu đường máu HbA1c trên từ 6,5 trở lên thì coi là có đái đường từ trước nhưng không được phát hiện. Đấy. Còn trường hợp bệnh nhân có tiền sử đái đường thì đương nhiên chúng ta phải theo dõi đường huyết và bắt đầu thực hiện các phác đồ kiểm soát đường huyết rồi. Và bệnh nhân được chẩn đoán là có tăng đường máu phản ứng hay là tăng có đái đường từ trước không viện thì cũng đều phải theo dõi đường máu và tiến hành cái phác đồ điều trị kiểm soát đường huyết. Nếu như đường máu mà 7,8 mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì nhưng mà dưới 10 thì chúng ta có thể điều chỉnh cái chế độ ăn và có thể xem xét cân nhắc thay đổi các thuốc gây tăng đường máu nếu có thể được, ví dụ như corticoid và thuốc vận mạch. Tất nhiên cái này nếu có thể được nhá, còn nếu không thì chúng ta vẫn phải ưu tiên cái tình trạng điều trị các bệnh nặng trước. Còn nếu đường máu không kiểm soát được mà nó ảnh hưởng vào các thuốc, chúng ta phải dùng thuốc để IC để kiểm soát đường máu thôi, không phải là vì tăng đường máu chúng ta lại bỏ các thuốc, những cái thuốc mà bắt buộc điều trị ví dụ corticoid hoặc là thuốc vận mạch vân vân. Còn nếu đường máu từ 10 mmol/L trở lên lặp lại thì bắt đầu điều trị bằng insulin. Đấy, đây là khuyến cáo chính thức của đánh đường ý. Thì điều trị insulin thì cần bắt đầu khi có tăng đường máu dai dẳng, tức là lặp đi lặp lại nhiều lần từ 10 mmol trở lên. Và khi đã dùng insulin ấy, thì mục tiêu được biết khuyến cáo là từ 7,8 đến 10 mmol/L. Đấy. Khi đấy là mục tiêu chung. Còn nếu một số bệnh nhân mà có thể kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn, tức là nếu mà đạt được cái mục tiêu từ 6,1 đến 7,8 mmol/L, nếu như mà chúng ta có thể đạt được mà không thể ra hạ huyết vì tình trạng tức là bệnh có thể là đường máu tăng không nhiều hay tình trạng bệnh nhân có thể là nguy kịch vân vân đấy, và nguy kịch chúng ta có thể đạt được ở đây không xảy ra okay. Nói tóm lại cái mục tiêu đường huyết bệnh nhân là cái gì? 6,1 không khuyến cáo. Một số bệnh nhân có thể đạt cái mục tiêu chẳng hơn là từ 6,1 đến 7,8 và khuyến cáo cho đa số bệnh nhân là đường huyết từ 7,8 đến 10 mmol/L và đường huyết trên 10 mmol/L thì cũng không khuyến cáo. Đấy. Còn tóm tắt là như vậy. Bước tiếp theo là vấn đề là chúng ta có phải tiến hành một loạt các biện pháp kết hợp nhiều biện pháp với nhau đấy để giảm thiểu các cái kết cục xấu tái nhập viện.
và đạt được cái mục tiêu kiểm soát đường huyết để làm cho cái bệnh nặng nó diễn biến thuận lợi hơn. Thì thứ nhất là chúng ta phải, thứ nhất là cái sử dụng cái phác đồ insulin phù hợp. Nếu như bệnh nhân là mắc bệnh tăng nguyên kịch điều trị trong ICU đấy, điều trị tích cực, chúng ta phải dùng cái chế độ insulin truyền tĩnh mạch liên tục. Còn nếu mà bệnh nặng không nguyên kịch thì chúng ta có thể insulin dưới da nhiều mũi. Đấy. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp phòng xử lý hạ huyết liên quan ở đây đến cả vấn đề chế độ dinh dưỡng, vấn đề cái phác đồ hay liều insulin để tính toán nó phải hợp lý, vân vân. Đấy, chế độ dinh dưỡng đó, chế độ dinh dưỡng vừa tránh cái hạ đường huyết, vừa tránh đường máu tăng quá cao, đồng thời là để đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Thế trong trường hợp nào mà có thể dùng thuốc hạ đường huyết uống ngoài insulin, có thể dùng ở một số bệnh nhân mà tình trạng ổn định, ăn uống bình thường và đứng ổn định và chức năng thận tim thì đều bình thường. Và đây một cái vấn đề nữa người ta cũng khuyến cáo là gì? Các cơ sở y tế mà có điều trị những bệnh nhân mà chú thì cần phải có những cái phác đồ xử lý cái tình trạng tăng đường máu, khi mà có cái phác đồ xử lý tăng đường máu trong các trường hợp bệnh nguy kịch hoặc bệnh nặng. Đấy, thực ra ở các nước tiên tiến hiện nay thì người ta sử dụng cái phác đồ mà trên máy vi tính đấy, thì nó rất là thuận lợi, người ta có thể nhập các dữ liệu của bệnh nhân vào, ví dụ đường huyết bao nhiêu, liều insulin đang chuyển như nào, và máy nó chương trình nó sẽ cho gợi ý cho chúng ta là cái sử dụng cái liều tiếp theo như nào. Vậy thế còn nếu không có thì chúng ta phải có những phác đồ trên giấy đúng không, in ra treo ở những cái nơi mà chăm sóc điều trị bệnh nhân nặng ấy, để bác sĩ có thể sử dụng những cái phác đồ này một cách thuận tiện. Đấy, một cách thuận tiện. Còn trước khi mà xuất viện thì mà những bệnh nhân mà điều trị mà bệnh nhân điều trị xuyên truyền tĩnh mạch ấy, thì cần được chuyển sang tim anh xuyên dưới da và có thể là thuốc hạ đường huyết uống nếu mà thích hợp. Tuy nhiên phải hướng dẫn bệnh nhân kỹ về vấn đề dùng thuốc trước khi ra viện nào. Thì đấy là các biện pháp để chúng ta nâng cao cái kết quả kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân nội trú, tất cả từ khi đầu cho vào cho khi đến khi ra viện. Một vấn đề rất quan trọng lần đầu nhắc đến là vấn đề theo dõi glucose máu ở bệnh nhân nội trú, vì chúng ta cần phải kiểm soát đường huyết chặt và đặc biệt là chúng ta tiêm insulin tĩnh mạch dưới da, tiêm insulin tĩnh mạch liên tục cũng như là tiêm insulin dưới da nhiều lần, do đó vấn đề theo dõi đường máu liên tục, theo dõi đường máu rất là quan trọng. Đấy, để chúng ta có cái điều chỉnh điều trị kịp thời cũng như là phòng tránh hạ đường huyết vân vân. Thế thì theo dõi đường máu bao mạch tại giường là cái phương pháp ưu tiên. Tuy nhiên rồi nếu mà thử nhiều lần chúng ta không nên thử cái đường huyết tĩnh mạch bởi vì nó sẽ mất mất thời gian. Đấy, vấn đề thứ hai, tuy nhiên là trong một số trường hợp thì chúng ta cũng phải, nếu mà chúng ta nghi ngờ kết quả của đường máu bao mạch không chính xác thì chúng ta phải làm đối chiếu với đường huyết từ tĩnh mạch trong nếu nghi ngờ. Do đó chúng ta phải sử dụng cái máy thử bao mạch có độ chính xác cao. Đấy, sử dụng ở bệnh nhân có độ tin cậy cao. Đấy. Và chúng ta phải lưu ý một số các nguyên nhân có thể dẫn đến cái sai số đường máu, ví dụ như tình trạng sốc giảm tuần hoàn ngoại vi chẳng hạn, thế rồi bệnh nhân thiếu oxy vân vân. Đấy thì nó có thể ảnh hưởng đến đặc biệt những bệnh nhân, những máy thử đường máu có sử dụng cái enzyme oxidase chẳng hạn, glucose oxidase chẳng hạn, hay những tình trạng bệnh khác ví dụ như là tăng ure máu rồi vân vân, tất cả những cái đấy thì có thể dẫn đến những cái sai số chúng ta phải lưu ý. Trường hợp nghi ngờ cái kết quả đường máu nó không chính xác thì chúng ta phải làm xét nghiệm đường máu huyết từ tĩnh mạch để đối chiếu. Về cái thời điểm mà tần suất thử đường máu bao mạch ấy, thì nếu bệnh nhân tại khoa điều trị tích cực tức là mắc bệnh nặng kèm theo ấy, thì nếu khi chuyển lấy xuyên tĩnh mạch ấy, thì chúng ta phải đo đường máu 4-30 phút đến 2 giờ tùy theo tình trạng đường huyết nó có ổn định hay không. Nếu không ổn định chúng ta phải thử 30 lần, nếu ổn định rồi chúng ta phải thử 1 hoặc 2 giờ một lần. Nếu bệnh nhân ăn qua miệng được thì trước các bữa ăn và lúc đi ngủ chúng ta phải thử đường máu đấy, để điều chỉnh cái liều insulin. Còn nếu bệnh nhân mà không ăn qua được miệng mà bệnh nhân nuôi dưỡng qua đường hoặc bệnh nhân nuôi dưỡng qua đường ruột liên tục thì mấy mỗi 4 đến 6 giờ. Nếu bệnh nhân chỉ có tăng đường huyết
có tăng đường huyết và bệnh nhân mà trên với bệnh nhân mắc đang mà bệnh nhân mắc các bệnh ổn mắc bệnh nặng đã ổn định rồi khi mà bệnh đã ổn định rồi mà chuyển sang cái khoa điều trị nội khoa để lựa chọn thang dược phù hợp thì lúc ấy người ta thử máu ít đi đúng không, có thể chỉ trước sau bữa ăn hoặc đi ngủ. Trong trường hợp đấy chúng ta dùng insulin thì chúng ta điều trị liều insulin để trước khi cho bệnh nhân ra viện thôi. Một vấn đề rất quan trọng là dinh dưỡng trị liệu cho bệnh nhân đấy, nó vừa phải đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho bệnh nhân rồi thì mới đảm bảo được. Thứ hai nhưng đồng thời nó làm sao phải giúp kiểm soát đường huyết, tránh đường máu tăng quá cao sau ăn và tránh xa đường huyết xa bữa ăn, vì tính đến kế hoạch của mình, tính đến cơ thích của bệnh nhân, điều kiện bệnh nhân cũng như là tạo cơ lợi cho cái kế hoạch xuất viện để khi bệnh đã ổn định rồi cũng là cái dịp để có thể giáo dục cho bệnh nhân về vấn đề chế độ ăn và luyện tập và chế độ ăn. Hiện nay thì người ta không có thấy một cái kế hoạch bữa ăn nào cụ thể hoặc là một cái tỷ lệ cái thành phần dinh dưỡng carbohydrate, lipid, protein như nào gọi là ưu thế. Đấy, tuy nhiên thì thấy rằng là quan trọng nhất ở đây là phải có kế hoạch mà mình cái lượng carbohydrate ổn định. Đấy, lượng carbohydrate ổn định để tránh tình trạng dao động đường huyết quá nhiều từ bữa ăn này sang bữa ăn khác hoặc từ ngày này sang ngày khác. Tuy nhiên là cũng phải tính đến vấn đề cá thể hóa cái tình trạng của bệnh nhân nữa, về cái vấn đề cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh, sử dụng các loại dinh dưỡng nào hợp lý. Ngoài ra là trên bệnh nhân đái đường nếu ăn qua đường miệng rồi thì ta thấy rằng là các công thức và sữa mà dùng chuyên cho người bệnh đái đường thì có ưu thế hơn so với những cái dùng các công thức sữa thông thường nếu mà phải dùng qua ăn qua đường miệng. Đái đường thì nó sẽ có cái có sẽ ít đường máu hơn so với cái công thức sữa dùng thông thường cho các bệnh nhân khác. Thì đây cái bài sơ đồ tóm tắt cái quy trình mà các giai đoạn kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân nội trú. Đấy. Bệnh nhân vào viện mắc bệnh nguy kịch chẳng hạn là phải điều trị chuyển đến chuyển tim mạch. Thế còn bệnh nhân mắc bệnh không nặng không nguy kịch thì là điều trị chuyển đến chuyển dưới da. Bệnh nhân nếu điều trị tích cực ổn định rồi thì có thể chuyển ra khoa, chuyển về khoa nội và điều trị chuyển sang tiêm điều trị insulin dưới da nhiều mũi. Đấy. Và sau đó sau khi bệnh nhân các bệnh ổn định hết thì bệnh nhân chuyển về sang cái chuẩn bị ra xuất viện đúng không, thì trong trường hợp này người ta sẽ phải chọn cái phác đồ mà phù hợp để bệnh nhân tiếp tục sử dụng sau khi ra viện. Và cuối cùng là cái phần về thuốc và các phác đồ điều trị tăng đường máu trên bệnh nhân nội trú. Thì đối với những bệnh nhân mà nằm viện mà mắc các bệnh nặng nguy kịch, tức là điều trị trong khoa đơn vị điều trị từ cái ICU ấy, thì ở đây đó là như phần trên nói cái phác đồ mà điều trị kiểm soát đường huyết lựa chọn ở đây là chuyển insulin liên tục bằng insulin nhanh, vì trường hợp chuyển tính mạch nên người ta chỉ cần insulin nhanh thôi, không cần dùng insulin analog, vì trong hiệp này nếu dùng insulin nếu mà dùng đường định mạch thì không có khác biệt giữa insulin nhanh người regular và insulin analog nhé. Và thứ hai là còn nó chi phí nó thấp hơn, do đó cho khi dùng insulin tĩnh mạch thì chỉ dùng insulin thường thôi để giảm chi phí. Trong bệnh nặng không nguy kịch thì người ta tiêm insulin dưới da nhiều mũi. Đấy, thì cái thành phần ở đây thì nó có gồm nhiều thành phần khác nhau, ví dụ ta sẽ bàn phần sau. Thế còn cái mà gọi là cái phác đồ mà gọi là thang insulin thì nó không khuyến cáo dùng đơn độc và kéo dài, chúng ta sẽ làm rõ ở phần sau. Thì trên bệnh nhân nặng nguy kịch thì tại sao người ta dùng cái insulin chuyển tĩnh mạch? Bởi vì nó có những ưu điểm hơn rất nhiều so với lại insulin dưới da. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là cái thời gian bán thủy của insulin trong tĩnh mạch nó rất là ngắn, chỉ khoảng 4 phút thôi. Đấy, cho đó chúng ta có thể thứ nhất chúng ta có thể điều chỉnh nhanh rất là dễ dàng. Nếu đường máu tăng cao chúng ta có thể tăng cái liều lên, nếu như mà đường máu thấp chúng ta ngừng cái thuốc insulin chuyển thì bệnh nhân sẽ ra khỏi tình trạng hạ huyết, bởi vì cái thời gian bán thủy của insulin nó rất là ngắn. Nếu trường hợp bệnh nhân mà lý ra gì ạ, nếu hạ
Khi anh suy là tim gan nó vẫn cấp máu và chẳng hạn có thể tiếp tục kéo dài và rất khó xử lý. Còn trường hợp mình tiêm truyền lấy trên tĩnh mạch chúng ta giảm liều thì có thể nói là bệnh nhân sẽ ra khỏi tình trạng hạ một cách nhanh chóng. Và thứ hai có thể điều trị nhanh chóng tình trạng nồng độ glucose của máu, kể cả những đường máu của bệnh nhân nó giao động nhiều. Trên bệnh nhân mà mắc bệnh nặng cấp tính đường huyết có thể giao động rất nhiều, và như vậy thì chỉ có anh chị truyền tĩnh mạch mới có xử lý được những cái tình trạng giao động đường huyết nhanh như vậy thôi. Ngoài ra thì đôi khi bệnh nhân có thể thay đổi về những cái chế độ dinh dưỡng, chẳng hạn đang bệnh nhân đang ăn uống để chuyển sang tình trạng bệnh nặng để phải chuyển sang tình không ăn được đường huyết nữa. Đấy. Thì cái điều chỉnh anh suy tĩnh mạch nó rất dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy hoặc bệnh nhân bây giờ phải ngừng nuôi dưỡng nhạc thì chúng ta ngừng anh suy, chúng ta giảm liều anh suy tĩnh mạch thì nó hiệu quả ngay. Chứ còn nếu chúng ta tiêm huyết da rồi mà bệnh nhân bây giờ ngừng ăn thì rất là khó điều chỉnh, bởi vì cái anh suy tiêm huyết da nó vẫn tiếp tục hấp thụ vào trong máu nhạc. Thế rồi trong quá trình điều trị bệnh nhân nội cũng vậy, chúng ta có thể thay đổi các thuốc, ví dụ thuốc trị huyết chúng ta có thể giảm liều, hay là các thuốc vận mạch chúng ta có thể giảm liều. Khi chúng ta giảm liều như vậy thì đó là cái nhu cầu insulin cũng giảm, cần phải giảm ngay nếu không bệnh nhân sẽ hạ huyết. Đấy thì ưu điểm của cái trị mạch là chúng ta có thể thay đổi cái liều rất nhanh chóng và có hiệu lực ngay lập tức. Khi mà bệnh nhân có tình trạng giao động đường huyết rất nhiều, cả cao, đường huyết có cao cũng đường huyết có thấp. Đây là có hiện nay thì thực ra là các cơ sở y tế, ví dụ các bệnh viện ở Mỹ thì người ta mỗi bệnh viện có thể người ta có những cái phác đồ mà truyền hình tĩnh mạch rất là khác nhau. Đây thì tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi, là của trung tâm y tế Nebraska tại Mỹ. Tôi lấy một ví dụ thôi. Trên cái bảng này là đương nhiên người ta cũng cái đây là một bảng, người ta cũng đưa ra cái mục tiêu đường huyết của mình, bác sĩ sẽ ghi cái mục tiêu đường huyết ở đây và cái đường máu, cái tần suất thử đường máu mỗi mạch mỗi giờ. Thì nếu đường máu mà đạt trong khoảng mục tiêu trong 4 giờ liên tục ổn định thì giảm tần suất đo xuống mỗi 2 giờ một lần đấy. Còn nếu đường huyết nằm ngoài mục tiêu trong 1 giờ hoặc có tình trạng ổn định thì đo đường huyết mỗi giờ đấy. Thế còn ở dưới đây nó có 4 cái bảng lên bảng A, B, C, D với các tốc độ truyền hay suy khác nhau tùy theo cái mức đường huyết ở bên này. Đây. Bên trái mỗi bảng là cái mức đường huyết và bên phải là cái tốc độ truyền hay suy bằng đơn vị trên giờ. Đây. Đây. Thông thường thì tốt nhất hiện nay là nếu mức truyền hay suy tim mạch thì ta dùng bơm tim điện, đúng không? Ở Việt Nam ta bơm tim điện không phải là hiếm, nó có thể có sẵn ở các cơ sở y tế. Thông thường người ta sẽ pha khoảng với cái nồng độ là 1 đơn vị trên 1 ml natriclor ẩn chứa. Đấy. Cái tốc độ truyền hình xin nó sẽ tăng dần từ bảng A đến sang bảng B, bảng C, bảng D nhá. Một mức đường máu thì bảng A cái tốc độ sẽ là ví dụ là thấp nhất, sau đó tăng dần B, bảng C, bảng D. Thế thì bây giờ như này người ta sẽ có thể là người ta tiêm bắt đầu bảng A chẳng hạn, và cái mức đường huyết bệnh nhân là ví dụ 150/9, ta sẽ chọn tốc độ là 2 đơn vị trên 1 giờ. Đấy. Và nếu trong 2 giờ mà đường huyết không đạt mục tiêu đề ra, ví dụ đây là 7/18, 10/10 chẳng hạn, ta sẽ chuyển sang mức độ B, mức độ cao hơn. Cứ như thế. Đấy. Còn nếu không đạt nữa thì nếu mà đạt thì chúng ta tiếp tục duy trì cái mức độ cái bảng B chẳng hạn. Còn nếu không đạt thì người ta lại mức độ C cao hơn chẳng hạn. Đấy. Hoặc nếu mà hạ huyết thì người ta, nếu trong những trường hợp mà có hạ huyết ấy, thì bảo huyết 3/9 đi, thì người ta có thể ngừng truyền insulin và bắt đầu lại khi mà đường huyết bắt đầu trở tăng vượt trên 3/9 mmol/lít thì bắt đầu người ta mới bắt đầu truyền lại. Nếu đường huyết mà hạ đi lại nhiều lần ấy, thì khi bắt đầu có đồ thì người ta ngừng truyền insulin và người ta phải điều trị hạ đường huyết. Tất nhiên là có thể dùng truyền glucose tĩnh mạch chẳng hạn, sau đó chuyển sang cái mức độ thấp hơn, ví dụ đang từ B chuyển sang A. Khi tất nhiên là khi chỉ chuyển được cho anh truyền lại khi mà đường huyết nó từ nâng lên đến 3/9 mmol/lít rồi. Còn cái tốc độ thì tùy theo cái mức độ, có thể bắt đầu dùng cái liều mức thấp nhất trong cái mức độ đó. Đặc biệt nếu bệnh nhân ăn được ấy thì người ta có thể
anh suy lên hai bậc, ví dụ như là từ hai đơn vị ở đây lên đến khoảng bốn đơn vị trên một giờ. Đấy. Trong cùng một bậc thôi, trong cùng một hàng. Còn nếu đường máu dưới 70 ml chẳng hạn thì nó không tăng tốc độ chuyển đến trong nghiệm bệnh nhân ăn và chuyển đến đến giờ tiếp theo, tức là cái xử lý rất là linh hoạt tùy theo cái tình trạng đường huyết thay hạ đường huyết. Tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi, còn có rất nhiều cái phác đồ khác nhau mà các bệnh viện khác nhau đưa ra để sử dụng. Thì vấn đề cơ bản là chúng ta như khi các ban đầu thấy là đã nói rồi thì các bệnh viện chúng ta phải có cái phác đồ ghi lên trên giấy để bác sĩ sử dụng cho thuận tiện. Là nếu khi bệnh nhân mà điều trị ở các bệnh nặng nguy kịch mà nó ổn định rồi, nó ổn định mà thì bệnh nhân phải chuyển sang phác đồ tim ICU dưới da, đúng không? Bệnh nhân hết tình trạng bệnh nguy kịch chuyển ra ngoài ICU sang thì trong trong tình thế đó thì phải chuyển cái phác đồ thì chuyển ICU tim bạch sang tim ICU dưới da. Thế thì chuyển đổi như thế nào đấy? Thấy rằng là mọi bệnh nhân đái đường mà có tăng đường máu mà cần với cái tốc độ chuyển hai đơn vị trên một giờ thì đương nhiên là phải chuyển sang chuyên gia chứ không thể ngừng ngay chuyên được đấy. Và cái chuyển và cái ngừng và cái tim bên da này nó phải bắt đầu trước khi mà ngừng chuyển tim bên chuyên tĩnh mạch, phải thực hiện trước khi chuyển tĩnh mạch. Thì nhân biết rằng là nếu chúng ta ngừng ngay chuyên tĩnh mạch bệnh nhân mới đi ra thì đi ra nó phải có khoảng 1-2 tiếng sau nó mới bắt đầu tác dụng, đúng không? Còn nếu chúng ta ngừng chuyển đến tĩnh mạch mà bắt đầu đi ra thì 1-2 tiếng sau insulin tìm ra nó mới có bắt đầu tác dụng, do đó nó sẽ có một khoảng mà bệnh nhân không có insulin đấy. Sang tim insulin dưới da nhiều lần bắt đầu ăn được một cái ổn định, thế tim insulin dưới da nhiều lần đấy thì người tim đấy ít nhất 2-4 tiếng trước khi ngừng để đảm bảo là không có cái khoảng mà bệnh nhân không có insulin. Tổng liều insulin là tim dưới da sẽ tính bằng cách nào? Thì cái tổng liều insulin dưới da trong ngày thứ 24 tiếng ấy thì nó tính bằng cách là lấy 6-8% cái nhu cầu insulin trong 24 giờ. 24 giờ nhưng mà chỉ tính 6 giờ cuối cùng thôi, 6 giờ 8 giờ cuối cùng thôi. Cái ví dụ như này. Cái liều tổng liều insulin là insulin bệnh nhân mà chuyển insulin tĩnh mạch ấy 6 giờ cuối đó là 12 đơn vị thì cái nhu cầu insulin 24 giờ sẽ là cả nhà nhân với 4 lần, đúng không? Thì sẽ bằng 48 đơn vị, nhưng mà chúng ta chỉ lấy khoảng 76-80% thôi, tức là 7 thì ví dụ lấy 70% thì sẽ là 34 đơn vị thôi. Đấy, 34 đơn vị. Và cái 34 đơn vị này người ta sẽ chia ra như nào? Insulin nền sẽ khoảng non một nửa, khoảng 40-50%, có thể chia 1-2 lần một ngày tùy theo loại insulin. Thế còn là anh suy nhanh thì hơn một nửa là chia làm 3 bữa, chia làm 3 lần, chia 3 bữa ăn. Đấy. Và khi bệnh trình nhất được kiểm soát ổn định thì sẽ chuyển cái phác đồ sang điều trị tăng đường máu phù hợp. Tức là các bệnh trình đã ổn định hết rồi đấy. Và bệnh nhân chuẩn bị xuất viện thì lúc ấy sẽ lựa chọn cái phác đồ nào mà phù hợp để bệnh nhân sử dụng ở ngoại trú. Thì đấy là chúng ta kết thúc về cái bệnh nhân mà điều trị tích mắc bệnh nặng trong điều kiện trong khoa tích cực mà phải dùng ngay chuyên chuyển tĩnh mạch. Thế còn nếu bệnh nhân là mắc những bệnh nặng mà không nguy kịch thì cái phác đồ mà khuyến cáo trong kiểm soát đường huyết tức là tiêm ngay chuyên nhiều mũi, tiêm ngay chuyên nhiều mũi đấy. Thì nó sẽ có những thành phần khác nhau, người ta tính cái mũi tiêm ngay chuyên đấy, ngay chuyên nền, ngay chuyên bữa ăn đấy, tùy theo các thành phần khác nhau nó sẽ làm rõ. Chúng ta xin đề cập insulin. Thế thì đây là cái phác đồ mà Batson bolus và correction, tức là insulin nền này, insulin và bữa ăn và cái insulin điều chỉnh. Chúng ta xem cái thành phần đấy là như thế nào. Đấy, ví dụ đây là insulin nền, chúng ta sẽ tiêm này, insulin nền chúng ta có thể dùng NDPH, glargine hoặc ivermectin hoặc Devudex. Tuy nhiên insulin mà analog kéo dài, glargine, ivermectin, Devudex thì nó ưu điểm hơn. Thứ nhất là nó hấp thụ ổn định hơn, thứ hai là nó không có đỉnh, tạo anh xin nền ổn định hơn so với anh xin NPH. Thứ hai là anh xin bolus, là anh xin ở dinh dưỡng đấy,
để giúp cho kiểm soát cái đường huyết sau bữa ăn. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng anh nhanh người, chúng ta có thể sử dụng anh xin thấy nhanh analog, glucosin, aspartame, analog. Tất nhiên là các loại analog thì nó có ưu điểm hơn vì nó hấp thụ nhanh hơn, tạo cái đỉnh huyết đường độ huyết tương cao hơn, nó giúp kiểm soát cái xoa tốt hơn và xa bữa ăn nó ít nguy cơ hạ huyết hơn so với anh xin người thông thường. Thì đấy, thì ngoài ra ấy thì người ta còn phải cái anh suy nhanh vào bữa ăn, người ta phải thêm một cái thành phần nữa, người ta gọi là anh suy hiệu chỉnh. Thì để hiệu chỉnh cho cái gì? Để hiệu chỉnh cho cái nồng độ anh suy mà anh nồng độ của máu trước khi chúng ta tiêm. Ví dụ trước khi chúng ta tiêm anh suy nhanh vào bữa ăn mà đường máu nó quá cao, chúng ta phải bổ sung thêm một lượng anh suy nữa. Để mục đích để cho làm sao cái đường máu sau ăn sau khi tiêm hết cả ăn. Đấy. Cung máu trước khi tiêm cái suy đấy để giúp cho sao và sau khi tiêm thì kiểm soát được đường huyết sau khi ăn. Hai chất cái này là chúng ta tiêm chung một mũi thôi, đã tiêm chung một mũi suy nhanh và như vậy đây cái màu xanh này, đây là cái màu anh suy dinh dưỡng này, có cái phần này không tiêm chỉnh theo cái mức đường máu trước khi chúng ta tiêm. Thì bao suy niệm và bay suy bữa ăn cộng thêm cái suy điều chỉnh nữa. Còn đấy là bệnh nhân qua dinh dưỡng qua đường miệng hoặc là viên nuôi dưỡng qua đường miệng có thể ăn hoặc không được. Thế còn nếu bệnh nhân mà không ăn qua miệng thì lúc ấy người ta chỉ dùng anh suy nền, dùng anh suy nền này và anh suy điều chỉnh thôi. Lúc ấy không ăn từ bữa thì sẽ không có cái suy dinh dưỡng này nữa, lúc ấy là chỉ còn anh suy nền và anh suy điều chỉnh. Anh suy điều chỉnh như tôi nói cũng trên và dựa vào cái mức đường máu trước khi chúng ta tiêm chỉ nhanh, nó cao hơn thấp, nó cao chúng ta phải tiêm anh suy điều chỉnh cao hơn. Thì cách tính cụ thể phải có những cách tính cụ thể tôi sẽ trình bày phần sau nhé. Đấy, thì bệnh nhân mà ăn qua miệng thì đương nhiên phải có ba cả ba thành phần rồi, cái anh suy bữa ăn anh suy điều chỉnh nữa, còn chi này thì đây là cái phác đồ mà chi tiết nói về trong trường hợp cụ thể đối với bệnh nhân, trong trường hợp cụ thể của các bệnh nhân có cái tình trạng đường máu hay là tiền sử đái đường khác nhau, hay là bệnh nhân có tình trạng nuôi dưỡng hay là tích đái ăn đường hay là cái nhu cầu trên trước khi bệnh nhân mắc cái bệnh nặng nó như thế nào. Thì đầu tiên thì như vừa trên đã nói rồi, phải đánh giá tình trạng đường huyết để đặt ra mục tiêu, thế rồi xác định xem là đái đường phản ứng hay là tăng đường máu hay là đái đường trước đây của chẩn đoán vân vân, đánh giá tình trạng kiểm soát đường huyết trước đây bằng HbA1c, đặt ra mục tiêu đúng không, thế rồi theo dõi đường huyết vào mạch vân vân, nuôi dưỡng vân vân, thì đấy là cái phần đầu. Thế còn cái phần tiếp theo đây sẽ là cái phác đồ mà thường xuyên tùy theo tình trạng bệnh nhân tiếp 1 đến tiếp 2 có ở đây tiếp 1 hay là bệnh nhân trường hợp đầu tiên là bệnh nhân đấy là tiếp 1 hoặc bệnh nhân đấy được tiếp 2 mà có cái xin điều trị xin trước đây, hoặc là có thể bệnh nhân có tăng đường máu mới và phát hiện đường máu từ 7-8 mmol trở lên. Đấy, nếu trường hợp bệnh nhân mà không ăn qua đường miệng ấy, qua coi được miệng thì lúc ấy gồm có hai thành phần thôi, anh suy nền và anh suy điều chỉnh. Đấy, thì có thể tính bằng cái liều anh suy ở nhà trước đây chúng ta tiêm như nào, có thể dùng cái liều như thế, hoặc là nếu mà chưa không biết hoặc là chưa dùng thì bắt đầu ta tính cái liều khoảng 0,2 đến 0,3 đơn vị trường hợp cái nặng ngay bây giờ. Nếu anh là pH thì ta phải tiêm vào 2 lần, còn nếu anh suy ăn thuốc kéo dài thì ta chỉ dùng 1 lần một ngày thôi. Như áp gì nhưng đến nia thì cũng có thể dùng 1 hoặc đến 2 lần. Thứ hai là cái phần anh suy điều chỉnh, nếu không ăn ý, thì người ta thử đường máu trước mỗi lần tiêm. Ví dụ là bệnh nhân không ăn thì người ta không thể tiêm 6 giờ một lần nếu chúng ta dùng anh suy người, còn nếu hoặc là 4 giờ một lần nếu chúng ta dùng anh suy nhanh hơn lâu. Thì trước khi mỗi lần tiêm như thế thì người ta sẽ thử đường máu và người ta tính xem là cái anh suy điều chỉnh là bao nhiêu. Thì người ta thấy là lấy cái mức đường máu mà trên 8,3
mà cứ mỗi cái trên là 2,8 mm đấy. Ví dụ như là đường máu bệnh nhân là khoảng 13 chẳng hạn, thì tức là còn trên 8,3 khoảng 2 lần 2,8, không trên 8,3 2 lần 2,8 thì vô trí lúc đấy người ta phải thêm vào 1 đến 4 đơn vị cho mỗi 2,8 chưa. Bây giờ chọn 1 hay 4, 1 hay 4 thì cái này cái ước tính của chúng ta về độ nhạy cảm hay suy của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân là gầy thì là hay bệnh nhân có chúng ta có dùng liều insulin thấp đúng không, thì có thể dùng một thôi. Còn nếu bệnh nhân mà rất béo phì mà trước đây bệnh nhân phải dùng liều insulin rất cao thì có thể là phải dùng 4. Ví dụ trung bình thì bệnh nhân 2 đơn vị chẳng hạn, thì chúng ta cái trường hợp đấy người ta phải lấy 2 nhân với 2 lần đúng không, tức là 4 cộng thêm 4 đơn vị vào cái insulin nhanh, 2 cộng thêm 4 đơn vị thôi. Ví dụ như thế đấy, thì 4 đơn vị. Và sau đó thì kết quả trường hợp mà bệnh nhân mà di truyền ấy thì ta phải thêm 1 đơn vị trên mỗi 10 đến 15 gram gluco nếu di truyền có gluco chẳng hạn. Thế trong trường hợp mà đấy là như trên ta nói rồi, nếu tiêm insulin mà người ấy, thì ta tiêm 6 giờ một lần nhanh người, còn nếu insulin đang lớp thì nó tác dụng tám nơi tiêu tận, người ta phải tiêm khoảng 4 giờ một lần. Và bệnh nhân nếu không ăn thì có insulin đề mà insulin điều chỉnh thôi, anh chị điều chỉnh căn cứ vào cái mức đường máu trước khi tiêm nhé. Thế còn trường hợp thứ hai là bệnh nhân có ăn uống, có ăn qua đường miệng, có thể là tự ăn được hoặc là qua sông nhỉ, vẫn được coi là qua miệng đấy, thì lúc đấy sẽ có anh chị sẽ có 3 thành phần thì bệnh nhân ăn mà cái thành phần này thì như thế rồi, cái thành phần điều chỉnh cũng tính tương như vậy. Những cái thành phần bữa ăn đấy thì anh chị bữa ăn thì người ta sẽ tính như nào, tính theo cái liều ở nhà trước đây mình như nào, hoặc là nếu không biết hoặc mới dùng thì dùng rồi là 0,05 hay 0,1 đơn vị chỉ tính vào cái đạm, hoặc là có thể tính vào 1 đơn vị trên 10 đến 15 gram các con đá để nếu ăn qua sông thì bữa. Và sau đó anh chị điều chỉnh là anh chị nền và anh chị nhanh thì hai gồm hai thành phần là anh chị bữa ăn và anh chị điều chỉnh nếu bệnh nhân có ăn. Đấy là trường hợp thứ nhất, bệnh nhân thấy được tiếp 1 hay tiếp 2 thấy suy hoặc lấy đài thao đường mới phát hiện mà đường máu tăng tăng đấy. Cái câu trường thứ hai là bệnh nhân đến thứ hai mà trước đây chỉ dùng chế độ ăn hoặc là có dùng thuốc uống thôi, thuốc uống hạ huyết thôi, nếu như không ăn qua miệng thì lúc ấy người ta sẽ ngừng cái thuốc hạ đường máu nếu đang nếu chế độ ăn đang dùng và người ta chỉ dùng insulin điều chỉnh thôi, tức là thử đường máu trước khi ăn, còn đây dùng insulin điều chỉnh tùy theo mức đường máu cao thấp. Còn nếu như có ăn ấy, đấy, nếu nhân có ăn ấy, thì lúc ấy mình lại có 3 thành phần như lần trên, như là trường hợp trên insulin, insulin bữa ăn và insulin điều chỉnh nếu nhân có ăn nhé. Cái insulin bữa ăn và insulin điều chỉnh tiêm cùng một mũi như vậy. Nếu trường hợp nếu bệnh nhân không đạt mục tiêu thì lúc ấy người ta có thể phải chỉnh liều insulin thôi. Liều insulin như thông thường mà chúng ta vẫn làm, người ta có tăng cái liều insulin nền lên 10-12% mỗi 1-2 ngày, hoặc là điều chỉnh insulin điều chỉnh mỗi 1-2 đơn vị mỗi 1-2 ngày một lần. Nên tất nhiên nếu quá cao thì chúng ta phải điều chỉnh ngay, còn nó tăng trên mục tiêu một chút thì chúng ta có thể điều chỉnh 1-2 lần ngày, còn nếu nó quá cao đương nhiên chúng ta phải điều chỉnh nhanh hơn, cái liều điều chỉnh cao hơn đúng không? Đấy, các trường hợp khác cũng tương tự như vậy thôi, sẽ điều chỉnh các thành phần anh suy như vậy. Nếu không đạt mục tiêu thì phải điều chỉnh cả anh suy nền, ví dụ đường máu có đói cao chúng ta điều chỉnh suy nền, đường máu sau bữa ăn cao hay là trước bữa ăn cao thì chúng ta điều chỉnh những anh suy tiêm trước cái bữa ăn đó. Cái một nguyên tắc như vậy, giống như các nguyên tắc trong chúng ta điều chỉnh của máu một cách dần dần, nếu đường máu không quá cao thì mục tiêu, còn tất nhiên nếu đường máu quá cao thì mục tiêu thì chúng ta có thể điều chỉnh tần suất tăng lên, chúng ta không phải chờ đợi nữa và tăng thì cái mức liều tăng điều chỉnh nó tăng cao hơn nhá. Thì đấy là cái phác đồ cho bệnh nhân điều trị nội trú mà mắc các bệnh tăng bằng suy dinh dưỡng, phác đồ gây suy nhiều mũi đi ra. Thế còn trong trường hợp nào chúng ta có thể sử dụng đường uống thuốc uống thì cái nhiều điểm thuốc uống là nó khởi phát tác dụng chậm và khó điều chỉnh, uống vào rồi thì rất khó có thể điều chỉnh được nữa và sẽ chỉ dùng cho những bệnh nhân ổn định thôi. Cái mức độ bệnh không quá nặng, người ăn uống bình thường,
chức năng thận tim bình thường và nhập viện ngắn ngắn ngày mà các bệnh nó không nặng. Và nếu mà tạm ngưng thuốc khi nằm viện thì đương nhiên chúng ta phải có kế hoạch dùng lại cái thuốc đó và có thể là đánh giá được biết cái phác đồ này nó có ổn định không trước khi nằm viện. Thì trong các số hạ đường huyết thì lưu ý một chút là những cái thuốc như sulfe này và ghi nít ấy thì nguy cơ rất cao và kéo dài, và đặc biệt khi bệnh nhân ăn ít thức ăn kém thì rất nguy hiểm cho nó, người ta không thường thường không phải là không được thuốc khuyến cáo. Nguyên công viên thì nguy cơ có nguyên cơ là sẽ kích thật để cho suy thận, bệnh nhân có thiếu oxy tổ chức do đột huyết áp suy tim nặng vân vân, dùng thuốc cản quang và đi với các dụng cụ trên đường tiêu hóa có thể gây cho bệnh nhân ăn kém hơn nữa, do đó cũng phải lưu ý tùy trường hợp. Thế còn cái dưới nước thì tránh dùng cho bệnh nhân suy tim. Ở trẻ ăn phải đa giờ thì nó tác dụng yếu về tác dụng tiêu phụ trên tiêu hóa, cũng không phải là cái thuốc mà thường được lựa chọn. Thuốc trên bốn thì cái thuốc mà thường có thể sử dụng trong nhiều trường hợp bởi vì nó ít tác dụng phụ đầy ít nguy cơ hạ huyết, nó có thể kết hợp cả với suy nền nữa. Và trong cái thời kỳ Covid vừa qua thì thấy rằng cái thuốc này tương đối là an toàn, thậm chí đôi khi có lợi ích. Có lợi ích trong cái bệnh Covid cho nó, đây có thể là cái thuốc có thể dùng thêm điều trị nếu như máu tăng nhẹ hoặc có thể kết hợp với suy nữa. Nhưng mà như cái Diopan thì là cái thuốc mà còn rất ít số liệu nghiên cứu trên bệnh nhân mắc các bệnh nặng, nhưng mà vì nó là nó có tác dụng phụ nhiều trên đường tiêu hóa cho nó khó bằng thuốc và có thể sử dụng hợp trên bệnh nhân mà mắc các bệnh nặng khác. Đấy. Thì tóm tắt lại có một số cái điểm như sau. Vấn đề về trước khi một thì còn cái vấn đề khác là vấn đề về hạ đường huyết rất quan trọng, bởi vì sao? Khi những bệnh nhân nặng như vậy, dinh dưỡng kém như vậy thì cái nguy cơ hạ huyết rất là cao do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, do bệnh nhân ăn uống dinh dưỡng kém, do nuôi dưỡng chúng ta không đúng, hoặc là đôi khi nó có tình trạng mà bị ngừng dinh dưỡng hoàn toàn. Khi ví dụ như bệnh nhân để chuyển đi làm cấp cứu các thủ thuật chẳng hạn, đôi khi là bệnh nhân không được dinh dưỡng đủ và do đó những nguy cơ hạ huyết có thể rất là cao ở bệnh nhân mắc các bệnh nặng kèm theo, và tất nhiên các hậu quả mang thì đôi khi rất là nặng nề. Đôi khi bệnh nhân hôn mê, đôi khi chúng ta không ý có thể bệnh nhân bị hạ huyết rất nặng có thể có hậu quả. Do đó thì cũng phải cần có cái phác đồ phòng tránh và quản lý hạ huyết. Và cái này trên nhiều thế giới thì thấy rằng là người ta có sẵn những cái phác đồ mà nó có thể không hàng ngày mà y tá có thể xử lý chứ không cần phải chờ, không cần phải chỉ định của bác sĩ nữa. Đấy. Đôi khi người ta cho phép như vậy. Nhưng mà Việt Nam ra thì cái vấn này cũng nhiều khi nó chưa có một cái gọi là quy định chính thức và mà chính thức mà bác sĩ vẫn phải người ra hiện đấy. Và nếu mà hiv cần phải được ghi chép vào bệnh án và được tìm nguyên nhân là cái gì để xử lý đấy. Và nếu bệnh nhân có hiv thì để theo dõi chặt chẽ hơn, bởi vì những người đã có hiv thì nguy cơ hiv nó rất là cao đấy, do đó phải theo dõi sát hơn. Và khi mà đặc biệt khi mà đường máu nó hạ thấp, ví dụ như là dưới 3,9 chúng ta phải xem xét lại, có cần phải xem xét lại và cái thay đổi về phác đồ điều trị để tránh nguy cơ hạ huyết. Thì các hen hạ huyết chủ yếu xảy ra đây là gì? Vấn đề chủ yếu vấn đề sai sót về liều insulin, tôi chúng ta tính cái liều nó quá cao so với nhu cầu của bệnh nhân ạ. Dùng thuốc hạ huyết kèm theo khác không hợp lý, ví dụ chụp về này ạ, và dinh dưỡng không phù hợp với insulin, thế là chúng ta dinh dưỡng quá ít chẳng hạn. Và nếu bệnh nhân có hạ huyết rồi mà cái cơn xử lý nó không được xử lý tốt, không tìm được nguyên nhân, không thể giải quyết, để tiếp theo những cái cơn hạ huyết khác. Thế rồi những cái bệnh nhân như trường trên đây nói này có phải bệnh nhân phải dừng dinh dưỡng đột ngột, ví dụ bệnh nhân đang có một cái tình trạng cấp cứu nặng xảy ra diễn biến nặng của bệnh nhân phải không ăn được tiếp, đang nuôi dưỡng thì mình lại bệnh nhân bị đi thực hiện các thủ thuật mà không ăn uống được thì bị trục như rồi cho dạ dày vân vân, rất nhiều cái tình trạng dẫn đến bệnh nhân bị dừng dinh dưỡng. Thế rồi bệnh nhân có thể nôn. Thế rồi trong một số trường hợp bây giờ chúng ta đang dùng những cái thuốc như corticoid mà chúng ta dùng đột ngột, thì corticoid là thuốc làm tăng mạch máu, nên ta dừng đột ngột liều thì có thể bệnh nhân cũng có thể hạ huyết nếu chúng ta không giảm điều chỉnh liều insulin giảm phù hợp.
Và đương nhiên là không theo dõi đường huyết cũng là một cái nguyên nhân đương nhiên có thể dẫn đến đến hạ huyết, vì chúng ta không đánh giá tình trạng đường huyết và đương nhiên là sử dụng cái liều insulin không phù hợp vân. Tổn thương thận cũng là nguyên nhân đấy, nó giảm thanh thải, giảm phá giá insulin nữa, thì đấy là những nguyên nhân có thể gây hạ huyết. Là từ ý để tóm tắt bài trình bày hôm nay thì một số vấn đề điểm như sau: ta kiểm soát đường huyết thì ta phải kiểm soát mấy cái mục tiêu phù hợp giúp giảm cái kết cục xấu bao gồm cả tử vong, giảm thời gian nằm viện ở bên nội trú, có tăng đường máu hoặc là có đái đường trước đây. Để truyền insulin tĩnh mạch là lựa chọn cho bệnh nhân nặng và nguy kịch và tiêm insulin dưới da nhiều mũi của insulin nền, insulin mua ăn, insulin điều chỉnh là lựa chọn cho bệnh nhân mắc bệnh nặng không nguy kịch. Trong một số trường hợp ta có thể dùng những thuốc uống hạ đường huyết khiến cho bệnh nhân tình trạng ổn định, ăn uống bình thường, để quyết định chức năng tinh thần bình thường. Và trước khi xuất viện thì bệnh nhân điều trị truyền insulin tĩnh mạch thì cần được chuyển sang insulin dưới da và có thể là thuốc uống hạ đường huyết điều trị kết hợp tùy theo tùy trường hợp bệnh nhân để biến thể sử dụng ngoại trú. Thì tôi xin kết thúc cái bài đầu tiên đây.